Tại Lâm Đồng, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt trở thành đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, kéo theo các dự án khu dân cư hình thành và thu hút các nhà đầu tư, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Gia Phát vừa giới thiệu ra thị trường dự án Bảo Lộc Capital có tổng quy mô 20 ha ở khu vực này. Đây là dự án khu dân cư thấp tầng gồm các dãy nhà phố, biệt thự ven sông, tích hợp nhiều tiện ích nơi giao thương sầm uất tại thành phố Bảo Lộc. Đến nay, khu dân cư này cơ bản đã hoàn tất 80% công tác xây dựng hạ tầng, hạng mục, dự kiến quý tư năm 2017 sẽ hoàn thành. Hiện tại, dự án có giá chào bán ở mức 5 triệu đồng một mét, giới đầu tư cho rằng đây là mức giá tốt và có nhiều lợi thế tăng giá trong thời gian tới. Việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết nhằm phát huy giá trị tiềm năng của vùng đô thị Nam Lâm Đồng và các vùng lân cận trong tỉnh và các đô thị khác của tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và xa hơn là thành phố Hồ Chí Minh.